Hi, chào mừng các bạn trở lại với kênh của bài Mobile Việt. Và trong đi mình sẽ chơi vị tướng Liliana cùng bộ trang phục mới nhất thần tượng âm nhạc. Một bộ trang phục bậc S và chúng ta chỉ cần bỏ ra 300 quân huy là sở hữu rồi khi các bạn mua combo và có sáng tướng. Thực sự là giá rất rẻ với một bộ kỹ năng với bộ trang phục hiệu ứng kỹ năng màu sắc rực rỡ, ngoại hình xinh xắn dễ thương và đặc biệt là lồng tiếng Nhật Bản với giọng hát phong cách anime Nhật Bản Japan anh em ơi. Thực sự rất tuyệt vời cho anh em fan yêu thích những bộ phim anime Nhật Bản ở giọng nữ dễ thương đó, vô cùng thánh thót, nghe rất êm tai. Ok, không cướp được bùa kìa, chán thế. Rồi về đi các bạn ơi, nè pha trao đổi bùa của team mình là không thành công. Rõ ràng là team bạn chỉ có một người thủ thôi, ba người tấn công mà vẫn để mất bùa. Ở trận đấu này thì đội hình team mình là rất là dị, hai pháp sư đấy, đánh kiểu này là rất là khó đánh em ơi. Thực sự là mình pick trước mà, với cả mình đang làm video clip, thực ra mình muốn pick vị tướng Liliana. Ở hiện tại thì do bị giảm sức mạnh quá nhiều, phiên bản thì vị tướng Liliana không còn được các bạn yêu chuộng và sử dụng nghèo danh nhiều nữa. Hiện tại thì các bạn lại thích sử dụng Alistar, Kixi, Huyền Vương, The Flash thì bị cấm thường xuyên, và Turian để nghèo danh thôi. Liliana cái auto cấm Liliana đã không còn nữa và auto pick Liliana không còn nữa. Gọi yếu đi rồi. Ok, không sao, nếu các bạn đánh tốt, biến ảo khôn lường, biến hóa chuẩn xác thì vẫn là vị tướng pháp sư rất mạnh. Và trong clip mình sẽ tiếp tục trình bày các bạn lối chơi bằng ngọc với vị tướng Liliana để các bạn cùng tham khảo nha. Ok, thực ra bộ trang phục này hiệu ứng kỹ năng màu sắc rực rỡ rất tuyệt vời. Và lên của video clip này cũng là phong cách Nhật Bản nha. Chính là cái bài hát của bộ trang phục này luôn, và có cả một chút Việt sắp anh em ơi, cho các bạn là không hiểu lời bài hát. Thực sự là giải công nghiên cứu tiếng Nhật bao nhiêu đêm chờ thì mới dịch được đây anh em ơi. Thực sự là rất là khó khăn, vừa phải yêu thích anime, vừa phải yêu thích các nhân vật nữ xinh xắn của Nhật Bản thì chúng ta mới có thể dịch được cái lời bài hát này, bởi bài hát riêng của bộ trang phục Liliana thần tượng âm nhạc. Anh em cứ đánh nhau thôi, còn mình nhiệm vụ là mình thủ lên. Bởi vì cứ mải đánh nhau có khi là không được cái gì, lại mất thêm trụ thì rất là thốn. Rồi, voi rất cố gắng nhưng mà vẫn là lên bàn điểm số thôi. Rất là gắt rồi anh em ơi. Về lên đi gấu ơi, bỏ lên nếu quá là sấp mặt đấy. Đội hình team bạn trận đấu này rất là mạnh, với vị tướng Slim rất là khỏe, vị tướng xạ thủ gần như là mạnh nhất của phiên bản hiện tại. Timmy hỗ trợ rồi Arum, Rồng và Skirt tay đấm một đấm lát người. Bên mình thì có hai pháp sư. Ok, không sao. Linh thì chúng ta đầu game cố gắng farm nhiều anh em ơi. Ở gank chỉ hỗ trợ thôi, không nên quá hổ báo, không quá mải mê gank. Con này có đồ thì chúng ta cấu gì ở chương 1, chương 2 nó mới thấm. Và khi lao vào thì sốc đam với mạnh được. Đó. Ok, farm rồi đã. Ây, cũng bắt Liliana hơi khó đấy. Ở trang bị các bạn theo dõi bên dưới nhé. Còn bằng ngọc cho vị tướng Liliana thì các bạn dùng đỏ thì các bạn nhắc ngọc mà công phép và xuyên giáp phép, ngọc tím sẽ là công phép hút máu phép, ngọc lục các bạn sẽ sử dụng bằng ngọc mà tốc đánh và xuyên giáp phép nhé. Cái bảng ngọc này chúng ta sẽ có 88 điểm xuyên giáp phép và đầu game thì Liliana combo trên 1-2 đã rất thốn rồi.
Và trong phiên bản tiếp theo thì Liliana không có thay đổi sức mạnh anh em ơi. Rồi không phá trụ rồi. Aru hồi phục rất là ghê, nhưng vẫn phải chết bởi vì sát thương của Quyền Vương và chiêu 2 nước xoáy của voi nó quá rất là thấm. Các bạn chú ý nhá, cái game Quân Mobile này, cái trụ mít nó rất là quan trọng, các bạn phải giữ thật tốt, không nên mải mê quá đi gank nhiều đấy. Cái trụ mít nó vô cùng quan trọng bởi vì cái trụ mít nó kiểm soát tầm nhìn rất tốt cả hai bên cánh đấy. Và cái trụ quan trọng tiếp theo là trụ lên rồng, còn cái trụ lên kinh công thì chúng ta có thể là nhiều khi là bỏ để đi gank vẫn được. Trụ mít thì không thể như vậy được anh em ơi, mất trụ mít thì mất kiểm soát lên đấy, và sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển, rất dễ bị tìm bạn rình rập các bụi cỏ và tiêu diệt anh em ơi. Ở game Quân Mobile không có cắm mắt, vậy thì trụ là quan trọng, và việc check map bằng các bụi cỏ là vô cùng quan trọng nữa đấy. Và khi chúng ta đánh những vị tướng máu mỏng này thì hãy cẩn thận những cái bụi cỏ nhá. Với bụi cỏ thì rất dễ dình dập những vị tướng sốc nam mạnh. Kinh quá cơ dòng ơi. Bản số anh em ơi, ở khi bạn thấy đồng đội bị Aru tóm và đồng đội gần chết thì các bạn đừng đánh nhé. Với khi mà Aru nó chịu tướng mà không có nguồn sát thương nào thì nó mất máu đâu, mất rất ít máu. Đây, sở đi của đây không nhỉ? Nhìn rất là tỉnh, khỏe lắm, sở đi khỏe lắm.
là vì cá nhân. Trời ơi. Ok, hiện tại thì team đang có lợi thế rất là lớn anh em ơi. Có bùa xanh này, có bùa lợi kinh công này, cấu gì thì vô cùng thổ luôn. Như vậy chiêu một đã rất là thấm rồi. Đó. Cho một cầu linh đạn này. Làm sao mà chịu được cái sát thương quá lớn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi, tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.